Tôi kể bạn nghe này, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện phụ sản, tôi đã nhận thức được một điều, đấy là ông trời rất bất công. Bởi vì tạo hóa xoay vần đánh sổ số cho tôi một trí tuệ hơn người, bất công với phần còn lại quá. Ngay từ lúc còn nhỏ, trong khi lũ bạn đồng trang lứa còn chưa phân biệt được con heo và con lợn, thì tôi đã biết được là trẻ con không được sinh ra từ nách, và bao cao su cũng không phải là bóng bay. Mẹ lừa con, tôi đã học tập men đen bằng cách là trà hai cái iPhone 4 của nhau, phối giống chúng nó để xem có đẻ ra được iPhone 5 không. Kết quả là iPhone 5 thì chả thấy, chỉ thấy nắm đấm của mẹ hôn nhẹ vào gò má tôi không trượt phát nào. Đấy, thấy chưa, bị nguyền rủa bởi tri thức, người khôn như miếng thịt gà tuy rằng ăn ít nhưng mà no lâu. Đó giờ tôi vẫn luôn đau đáu một câu hỏi vĩ mô trải dài khắp các lĩnh vực toán lý hóa văn sử địa giáo dục công dân. Đây là tán gái như thế nào? Tuy là có trí tuệ hơn người, thứ mà mẹ tôi luôn hãnh diện khi kể với hàng xóm bằng câu là cả ruộng lúa còn mọc được trên đầu nó nữa là cái cây. Nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời mong muốn. Bởi vì lý luận chỉ là một màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi. Kinh nghiệm phải được rút ra từ thực tế chứ không phải qua lời của bọn giang hồ mõm. Và chuyện tình yêu cũng nên nghe từ người từng trải chứ không phải qua lời của đám xỉu nhi. Vì thế do ngày ấy còn thơ cho nên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi là tán gái như thế nào được. Cho đến một ngày tôi yêu một bạn trong lớp. Chuyện tôi yêu nàng thì cả lớp biết, nhưng chuyện nàng yêu tôi thì chỉ tôi biết mà thôi. Trưởng thành đôi khi là không đi khoe mẽ về mối quan hệ của mình, các bạn hiểu không? Vì thế tôi làm clip này để dạy cho các bạn cách tán gái để được như tôi. Nhưng mà chơi game gì để có thể dạy được nhỉ? Oh! Hell Taker, tựa game quốc dân yêu cầu bạn phải tán tỉnh các quỷ nữ. Không, tôi không bảo phụ nữ là quỷ, họ là những tạo vật xinh đẹp pha chút dịu dàng quyến rũ. Nhưng mà để tán con gái thì bạn phải hiểu con gái. Bắt đầu từ việc hiểu ranh giới mỏng manh giữa người đẹp và quái vật, cũng chỉ là một thỏi son gãy hay một lời nói dối mà họ biết trước câu trả lời rồi thôi. Vậy thì tán gái như thế nào? Về cơ bản cái game này bạn sẽ phải đi từ điểm A đến điểm B với số lượng đi nhất định. Đúng rồi đấy, phải vào gần, yêu xa là toang lắm. Kịch bản nó sẽ như thế này này. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó em quên không đóng cửa, anh vào rồi thằng khác cũng vào theo. Yêu xa mẹ gì. Tiếp đó là vẻ ngoài, người duy nhất có thể yêu bạn khi bạn trông chẳng ra gì thì chỉ có thể là mẹ bạn mà thôi nhá. Ăn mặc không cần sang trọng đâu, chỉ cần lịch sự thôi. Nhìn nhân vật tôi này, giàu thì Louis Vuitton, nghèo một tí thì luôn luôn vui tươi. Đẹp trai nó gọi là các mô lét, mà xấu trai thì nó gọi là đầu các moi. Mà đã đánh thì phải đánh trên mọi mặt trận, thị giác rồi thì còn phải là khứu giác nữa. Nước hoa chả neo thì cũng thơm đấy, nhưng có thơm bằng mùi tiền không? Người yêu hỏi mùi gì thơm thế, trả lời ngay là mùi polymer dạng giấy đấy em. Nhìn nhân vật của tôi thì có vẻ như đã sẵn sàng rồi đấy, làm mẫu này. Vãi luôn, đầu cắt moi. Trời ơi, game gì mà dùng đến não ấy thì tôi phải nói là vô dụng. Thôi không sao, ngu một lần thôi, con người phải biết rút kinh nghiệm chứ. Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ có điều là vẫn hãm như xưa. Nhưng độ ngu thì phải tỷ lệ nghịch với tuổi thọ chứ. Cái đấy khôn lên ngay. Chào em, anh, gì đây? Pandemonica, nàng quỷ uể oải. Tôi bảo các bạn này, quy tắc để bắt chuyện với một người phụ nữ ấy là bạn phải tìm ra được điểm chung giữa mình và người ta. Người ta đang uể oải kìa, mà uể oải thì một là nghiện, còn hai là làm quá sức thôi. Anh nhìn mặc em thôi là anh biết em không thích bụi tiên rồi. Ui, thế là mình giống nhau rồi đấy. Anh xin tự giới thiệu, anh là một thanh niên nói văng vẻ một chút thì là chuyên cần, còn nói thô ra thì là nghiện ấy. Thế là mình hợp nhau đấy. Có điểm chung rồi sao nữa, phải cho họ thứ họ cần, hiểu không? Phải thấu hiểu chứ. Người ta mệt mỏi cần được chăm sóc thì mình phải ga lăng phục vụ người ta. Chứ cái đám mà cứ nhận mình là good boy rồi coi phụ nữ đến với mình là điều hiển nhiên ấy thì chỉ có là cô hồn mang tâm hồn của chó thôi nhá. Em chọn phương hại. Úi dồi ôi, tán gái chúa. Úi, như bắt Pokemon luôn. Ui, phải tán thêm người nữa. Ui, mình không thể cổ suý cho việc ngoại tình như này được. Ui, hay là kết thúc video luôn nhỉ? Nhưng mà clip ngắn quá thì không chạy được KPI. Tiền bỉm sữa hóa đơn nó lại vả mình đôm đốp mất. Không được, tôi hơi suy cho cùng thì mọi đau đớn khổ sở trên đời đều bắt nguồn từ việc hết tiền. Thôi, làm nốt nào. Cửa này nó có mấy cái gai nhọn các bạn ạ. Ui, đi vào thì chắc chắn là mất máu rồi. Ui, nhìn nó đặt cái bẫy này. Hiểm độc thích nhở. Em ơi, anh thì FA cũng thiếu thốn tình cảm đấy. Nhưng mà bảo anh là nổi máu anh hùng, vít ga đá số thông chốt lấy le thì quá đáng lắm ý. Anh tin là dưới địa ngục có chỗ dành riêng cho những con rắn độc như em đấy em ạ. Ai ôi, đau thế. Bà già mày lui ra. Đấy, các cụ dạy có sai đâu. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử phụ nữ, lấy phụ nữ thử đàn ông. Đến một ngày đẹp trời nào đó, phụ nữ cũng có thể lấy đàn ông ra thử lửa. Đây ơi, chào em, anh và em chơi nhau ngay tại đây, ngay bây giờ. Ôi, người chơi hệ chiến. Ôi, tôi bảo các bạn nữ này, sau này kể cả có ế đi chăng nữa ấy, thì thằng nào tiếp cận cũng phải bảo là không phải là mình ế mà là mình muốn tập trung vào sự nghiệp và học hành, nghe chưa? Chứ đừng như này, mất liêm sỉ lắm. Nói chứ ngoài kia đầy những con ma nhà họ xạo tên đệm mà. Cẩn thận vào các bạn ạ, nó đưa cho cốc nước cũng phải để ý. Lớ ngớ nó cho cái gì vào thì trong cơn phê lại nhớ tiếng gọi của Perry. Thì chết dở bạn ơi. Thôi xem nào, chọn một thì giống fuckboy quá. Chọn hai ngầu hơn. Mình phải công thủ nhịp nhàng chứ. Cái gì đến dễ dàng người ta không trân trọng đâu.
Ôi trời, táng gái chúa. Úi dồi ôi, giờ còn đa thê nữa, không ổn rồi Thuận ơi. Mày có còn trẻ nữa đâu. Tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận đấy. Nhưng mà là đàn ông thì không bao giờ được để phụ nữ phiền lòng. Mấy trăm năm trước nó gọi là quân tử nhất ngôn vì mức trí. Thời nay nó gọi tắt là sim. Chào các em. Để cưa nhiều người một lúc thì nó cần phải có một chiến thuật rõ ràng, các bạn hiểu không? Táng tỉnh nó phải đỉnh. Các bạn không cần phải sến sẩm đâu. Nói tự nhiên thôi. Em ăn cơm chưa? Màu mè hơn một tí chứ gì. Em ơi, em ăn riêu cua riêu cá rồi thì cho anh hỏi là em đã ăn riêu lớp bao giờ chưa? Úi dồi ôi, nó mượt. Trúng lãnh cung âu sầu lạnh lẽo, làm sao để được nhõng nhẽo với em. Ui ui, mẹ nó bực. Ui dồi ôi, thế này thì tôi còn đổ nữa là gái. Ui. Ơ, bị từ chối á? Thôi tổn thương rồi. Tôi lên Facebook đổi Ava để tang tình yêu chất yểu đây.